Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Quách Khởi Mình. Thì hôm nay mình sẽ đi quay lại những cái hình ảnh, những cái video kỷ niệm một cái lễ tốt nghiệp thật rất là mới, được tổ chức mới hơn so với các năm trước. Thì hôm nay là lễ tốt nghiệp chính quy của khóa 44, 43 và các khóa trước. Thì mình cũng là khóa 44, tuy nhiên ở cái thời điểm này thì mình chưa tốt nghiệp, chưa biết được tốt nghiệp. Thì mình cũng vẫn sẽ đi quay lại để biết, để cho bản thân biết, để gửi cái video này đến với các bạn, để cho các bạn nhìn thấy toàn cảnh ngày hội lễ tốt nghiệp của các bạn diễn ra như thế nào vào tháng 3 năm 2022. Thì đây, lúc mà mình đi vào ấy, thì ở trước cổng trường người ta có bán quà lưu niệm rất là nhiều, thì giá ở đây dao động từ 70 cho tới ngoài 100.000 một món quà này. Thì lúc mình đi qua cũng đã muộn rồi, tầm 8:30 9:00 hay gì rồi, lúc tầm khoảng 9:00 ấy. Thì mình sẽ quay sơ cho mọi người coi thôi, xíu nữa lúc mà lên nhạc mình sẽ không nói gì hết, sau hết nhạc thì mình tiếp tục lồng tiếng để nói nữa. Tại mình cũng chưa có đủ tự tin để cầm cái máy mà đứng ở ngay chỗ đó vừa nói chuyện vừa quay cho các bạn coi, nên mình phải lồng tiếng. Thì hy vọng cái video này sẽ là một lời thay mình gửi lời chúc đến các bạn, các anh chị đã tốt nghiệp vào đợt này. Thôi thì mời các bạn vào tham quan ngày lễ tốt nghiệp của Đại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 nhé. Tự hào từ trái tim ta bao thế hệ từ đây, ngọn lửa truyền thông bao lớp sinh viên tỏa sáng. Tự hào về mái trường, về thầy cô mến thương, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp điệu cuộc sống thôi thúc ta những ước vọng thành công, dần đường rực rỡ những đóa hoa hôm qua và nay mai. Tự hào về mái trường trưởng thành và lớn nhanh, trường đa ngành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông nuôi bao thế hệ, làm giàu cuộc sống, đóng góp xây dựng nước nhà. Đổi mới luôn luôn đi đầu, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông nuôi bao thế hệ, làm giàu cuộc sống, đóng góp xây dựng nước nhà. Đổi mới luôn luôn đi đầu, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông bao thế hệ, làm giàu cuộc sống, đóng góp xây dựng nước.
Sau khi mà mình tham quan ở dưới sảnh B1 rồi thì mình đi lên, quyết định lên lầu 2, lầu 3. Thì mình định đi qua bên B2 để xem toàn cảnh lễ tốt nghiệp, tuy nhiên là không có được qua. Nên mình đã quyết định đi quay lại và vô hội trường B301 hay 302 gì đó không biết. Thì cái hình thức lễ tốt nghiệp năm nay nó cũng khá là thú vị, khi mà phụ huynh sẽ ngồi ở trong các hội trường, các phòng họp để xem trực tuyến những người bạn được trao bằng lễ tốt nghiệp ngay tại khuôn viên Endless Zone B2. Thì tuy thật ra thì có thể rất là nhiều bạn buồn, cũng sẽ có nhiều bạn vui. Tuy nhiên thì cái gì mới thì lúc đầu cũng sẽ gặp khó khăn. Thì đây, mình sẽ cho các bạn nghe sơ sơ nhé. Thì mình đứng xem một xíu thôi rồi mình sẽ quyết định đi xuống để đi tìm những cái điều thú vị, những điều hay ho hơn ở phía dưới cho các bạn coi nha. Thì ở lầu 3 nên mình quyết định đi thang bộ đi xuống cho nó nhanh với lại cho nó tiện. Thì khi mình xuống sảnh lại thì cũng tương đối đông, giống như mà lúc mình đi qua vậy. Thì cái khúc này thì đang đi không được nên mình bị chần chừ khúc đấy. Thì đúng, đa số các bạn của mình là tốt nghiệp vào tháng 6, và đợt tháng 3 này cũng có rất là nhiều bạn tốt nghiệp. Tuy nhiên thì mình có muốn đến chụp hình với các bạn nhưng mà thật sự là khó thật, không biết miêu tả diễn tả như thế nào nữa. Thì rất là tiếc đợt này mình chỉ chụp hình được với vài người, một người bạn, một người anh và một người chị thôi. Còn các bạn đồng trang lứa thì chắc là xin lỗi các bạn. Tuy nhiên là mình cũng có đến để chụp hình, cũng có liên hệ, nhưng mà chắc là duyên hay sao ấy, chưa đủ duyên, hoặc là đông quá các bạn không thể mà nghe điện thoại của mình được. Nên là thôi, chúc mừng các bạn thông qua ở đây luôn nha. Thì hy vọng đợt tháng 6 tới thì mình sẽ có một cái clip đẹp hơn, chỉnh chu, hoàn chỉnh hơn gửi đến các bạn nữa. Thì ở đây nó chỉ đơn giản chỉ là quay lại cái ngày lễ tốt nghiệp nó diễn ra lần đầu tiên với cái hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hybrid như thế này. Đây, như các bạn thấy có rất nhiều chỗ đi check-in, thì do tương đối đông nên mình cũng không có tiện để quay được nhiều. Ở phía trong kia là các bạn đang đứng ở trong phòng thư viện để chờ để lên nhận giải ở phía bên B2. Ở B2 thì mình không có vô được nên là đứng ở ngoài này đợi. Các bạn thấy không? Trời ơi, đông nghệ sĩ luôn. Ở đây cũng là một background để các bạn có thể chụp hình với người thân, bạn bè nhân cái dịp lễ kỷ niệm của mình. Đây là cái gian hàng được đồ lưu niệm của EH, thì có logo, có các cái túi có thương hiệu của EH, các cái bình nước. Đây một đứa em K47 ở dưới Vĩnh Long lên. Đây là một người bạn cùng lớp với mình nha. Đây là một người chị rất là tài giỏi, K43 của mình. Đây là anh Huy, K42, là một người anh được rất là nhiều người em yêu quý, đặc biệt là những người em ở ký túc xá 135 yêu quý.